Xin chào các bạn, đây là lens của Seven Artisan 50mm f1.1. Con này là lens full frame. Thì con này là ngàm cho Leica, Leica M đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Thì con này là màu silver, là màu bạc. Màu đen á thì mình không có ở đây, mình để hình ở đây cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Thì hộp cách đóng gói của Seven Artisan thì lúc nào cũng như nhau hết. Và đây là con lens của chúng ta, nhưng mà trước hết chúng ta hãy điểm qua một chút về thông số của nó ha. Thì con này là tiêu cự 50mm f1.1 trên full frame luôn. Thì con này là ngàm cho Leica M. Và nếu các bạn mua thì các bạn sẽ được tặng kèm ngàm chuyển từ Leica qua Sony. Thì các bạn có thể dùng cho Sony A7 hoặc là mấy con A6000, 6300, 6400, 6500 được á. Rồi, nếu mà bạn nào muốn mua thì link bay mình để ở đây là 7 Artisan Việt Nam. Lưu ý là chữ Việt Nam có dấu nhé. Đây, khẩu lớn nhất là F1.1, khẩu bé nhất là F16. Gồm 7 thấu kính, chia làm 6 nhóm. Khoảng cách lấy nét gần nhất là 0.7m. Phi là 55mm. Trọng lượng là 398g. Và con này là ngàm Leica M ha, như nãy mình nói rồi. Rồi mình sẽ mở lấy ra cho các bạn xem thử. Thì con này là màu bạc, màu đen thì mình để hình đây ở đây. Và nó có một phiên bản đặc biệt đó là màu đỏ, chỉ phát hành 100 con thôi. Nhưng mà con màu đỏ đó vài ngày nữa bên mình sẽ hàng sẽ về, và mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn theo dõi luôn. Màu đỏ thì tất nhiên nó sẽ đắt hơn màu bạc và màu đen rồi. Màu bạc và màu đen thì nó sẽ đồng giá, màu đỏ thì chỉ có 100 con thôi. 100 con trên toàn thế giới nha. Rồi ok, đây là mình sẽ mở hộp. Ôi, mở nắp ra. Đó. Khẩu. Vòng khẩu sẽ nằm ở ngoài như thế này. 1.1, 1.4, 2, 2.8. Ở trong là vòng lấy nét. Nó làm kiểu giống y như lens của Leica luôn. Rồi, rất là nặng tay, cực kỳ nặng tay. Thì ở đây mình không có body của Leica hoặc là body của Sony, nên mình không thể nào gắn lên cho các bạn xem được. Chỉ có thể cầm mở hộp ra như vậy cho các bạn xem thôi. Nếu mà các bạn nào mà muốn xem hình ảnh hoặc là muốn mua lens á, thì mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn theo dõi và có thể tiện mua lens ha. Bên mình cam kết là lens rẻ nhất Việt Nam luôn. Và có hỗ trợ miễn phí vận chuyển cho các bạn, kèm tặng thêm quà cho các bạn luôn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.